bến tre sẽ phát triển trung tâm cây giống và hoa kiển mang tầm quốc gia tỉnh bến tre vừa có định hướng sẽ nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật cung ứng giống mới và phối hợp tổ chức lại sản xuất nghề cây giống hoa kiển huyện chợ lách để phát triển chợ lách thành trung tâm của vùng cây giống hoa kiển mang tầm quốc gia theo đó sẽ phát triển sản xuất giống cây trồng hoa kiển theo hướng công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp cho sản xuất đủ loại cây giống có năng suất chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường, đồng thời góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cụ thể, đến năm 2023 sẽ xây dựng một liên hiệp hợp tác xã thí điểm tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị cây giống, hoa kiển và xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng tới triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử về cây giống, hoa kiển cho liên hiệp hợp tác xã liên vùng của ba xã Đến năm 2025, chợ lách có khả năng cung ứng hơn 80% nhu cầu cây giống cả nước, 90% cây trồng, sản phẩm hoa kiển của vùng chợ lách có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt yêu cầu chất lượng. Trung tâm cây giống và hoa kiển chợ lách có khả năng kiểm nghiệm độ sạch bệnh, truy xuất nguồn gốc của một số cây giống chủ lực của vùng chợ lách với 10 hợp tác xã cây giống hoa kiển được củng cố, thành lập và hoạt động hiệu quả. Trong đó, một hợp tác xã có doanh thu đạt 100 tỷ một năm, Chín hợp tác xã còn lại đạt doanh thu 10 tỷ một năm. Phấn đấu diện tích cây giống hoa kiển đạt từ 300 đến 500 hecta và thành lập vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử cây giống hoa kiển cho vùng chợ lách. Chương trình lai tạo cây giống, cây trồng và hoa kiển mới được xây dựng. Một số giống hoa kiển đầu dòng có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, chứng nhận đạt quy chuẩn ISO, chứng nhận về sạch bệnh, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Đến năm 2030, chợ lách có khả năng cung ứng hơn 90% nhu cầu cây giống cả nước. Các giống cây trồng sản xuất hoa kiển lưu thông trên thị trường từ vùng chợ lách có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt yêu cầu chất lượng nhãn hiệu cây trồng hoa kiển chợ lách được đăng ký. Xây dựng bản đồ Gen của một số cây giống chủ lực của địa phương, có ít nhất 3 văn phòng đại diện của ngành sản xuất kinh doanh cây giống hoa kiển tỉnh Bến Tre ở một số khu vực đồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Miền Trung công tác lưu trữ bảo tồn và phát triển nguồn gen mang giá trị truyền thống cho vùng chợ lách được thực hiện tốt